Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Cả nhà ơi, trong video vào buổi trưa ngày 28 tháng 8 năm 2021, Tâm xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn những thông tin về diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và những tin tức khác có liên quan. Thì Tâm Tâm cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã tin tưởng lựa chọn kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm để nghe các tin tức. Và bây giờ thì Tâm xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe video. Cả nhà khi xem video hãy nhớ bấm like và share video. Ai chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký, nhấn vào chuông báo để nhận thông báo mới nhất khi Tâm Tâm có video mới, thông tin mới. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Đầu tiên là báo cáo nhanh về tình hình số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 12 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2021. Hôm nay, số ca nhiễm F0 mới ghi nhận trên địa bàn tính đến 12 giờ là 14 ca và nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn thành phố Cần Thơ kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay là 3.986. Trong số 14 F0 mới ghi nhận thì gồm có trên địa bàn quận Bình Thủy là 6 ca và Ninh Kiều là 8 ca. Trong số 14 ca thì tầm soát cộng đồng là 1 ca, tầm soát tại cơ sở y tế là 3 ca, trong khu phong tỏa là 5 ca và trong khu cách ly là 5 ca nhiễm. Cụ thể, trên địa bàn quận Ninh Kiều thì tại phường An Nghiệp là gồm có 3 ca trong khu phong tỏa, còn tại phường An Bình thì có 1 ca tầm soát cộng đồng, 1 ca trong khu phong tỏa, phường Cái Khế là 1 ca trong khu phong tỏa, Xuân Khánh là 1 ca tại tầm soát cơ sở y tế và tại phường An Khánh là 1 ca trong khu cách ly. Còn trên địa bàn quận Bình Thủy thì gồm có 2 ca tầm soát tại cơ sở y tế và 2 ca trong khu cách ly tại phường Bình Thủy. Còn trên phường Long Hòa là gồm có 1 ca trong khu cách ly và 1 ca ở Long Tuyền cũng là trong khu cách ly. Như vậy, tính đến nay, thành phố Cần Thơ kể từ ngày 8 tháng 7 thì đã ghi nhận hơn 3.900 F0, trong đó thì quận Bình Thủy 1.284, Ninh Kiều 951, Cái Răng 552, Ô Môn 383, Thới Lai 363, Thốt Nốt 237, Phong Điền 127, Vĩnh Thạnh là 30 và Cờ Đỏ là 24. Và chia theo vùng nguy cơ và vùng nguy cơ rất cao thì tại ở các vùng gồm có là Bình Thủy, Ninh Kiều, Ô Môn, Thới Lai, Phong Điền là vùng nguy cơ rất cao. Còn tại Cái Răng, Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ là vùng nguy cơ cao. Trên đây là báo cáo nhanh theo bản đồ COVID-19 của thành phố Cần Thơ về tình hình ca nhiễm tính đến 12 giờ trưa ngày 28 tháng 8 năm 2021. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển qua những tin tức khác có liên quan nhé mọi người. Thì Cần Thơ cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết tính đến trưa ngày 27 tháng 8, Cần Thơ có 3.971 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó đã điều trị khỏi cho 2.407 ca và 53 trường hợp tử vong. Phát biểu giải trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ chiều 27 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, năm 2021 là một năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố, là năm đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đặt nền móng cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, thành phố phải xây dựng kịch bản, phương án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong 4 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo. Qua hơn 40 ngày, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, toàn thành phố tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh với quy mô chưa từng có trong tiền lệ. Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc chi ngân sách gần 500 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch, thành phố đã nhận rất nhiều nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên khắp cả nước chung tay tiếp sức cho thành phố trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Và đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, số ca mắc ngoài cộng đồng có xu hướng giảm, các vùng xanh được thiết lập ngày càng nhiều. Thành phố cũng đã tiêm trên 254.000 liều vaccine phòng COVID-19, đạt 19,8% trên tổng dân số. Thành phố đang tiếp tục triển khai tiêm chủng theo số liều được phân bổ. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã thực hiện hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn theo nghị quyết số 68.
dưới tác động tiêu cực và nặng nề của dịch Covid-19, việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và biện pháp trong công tác phòng chống dịch đã làm cho đời sống sản xuất của người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Chính quyền thành phố rất mong được sự chia sẻ và thông cảm của cử tri, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn, theo lời của ông Trường nói. Thành phố dự trù kinh phí trên 300 tỷ đồng hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng theo nghị quyết số 68 của chính phủ. Cũng liên quan đến tin tức ở Cần Thơ, thì các phương tiện vận chuyển từ các địa phương khác đến Cần Thơ để giao nhận hàng hóa không cần phải đăng ký trước, nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bài báo có trên trang báo Cần Thơ Online. Ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có công văn số 3591 về tham mưu xây dựng phương án tổ chức giao thông, kiểm soát dịch bệnh đối với hoạt động vận tải, hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố bãi bỏ mục 1, công văn số 3438 và giao cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và các sở ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng phương án tổ chức giao thông kiểm soát dịch bệnh đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn thành phố, phù hợp với quy định của Trung ương. Thực hiện hướng dẫn phân luồng cụ thể đối với các phương tiện không thực hiện việc giao nhận hàng hóa tại thành phố Cần Thơ, tổ chức các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa tại khu công nghiệp, siêu thị để giảm áp lực ùn tắc giao thông tại các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa ở các cửa ngõ ra vào thành phố, làm việc với doanh nghiệp vận tải để trao đổi thống nhất phương án quản lý việc cách ly, sinh hoạt ăn nghỉ của người trên phương tiện giao thông, gồm người tài xế, người phục vụ trên xe khi tham gia thực hiện hàng hóa, giao nhận trên địa bàn thành phố. Quản lý lập danh sách cụ thể và thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR đối với người trên phương tiện, gồm tài xế, người phục vụ trên xe, do Sở Giao thông Vận tải quản lý, nhân viên vận chuyển, giao nhận hàng hóa shipper do Sở Công Thương quản lý. Như vậy, các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất kinh doanh từ các địa phương khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa sẽ không cần phải đăng ký trước nhưng vẫn phải đảm bảo các điều kiện, quy định liên quan đến an toàn phòng chống dịch. Chuyển qua một tin tức khác có liên quan đến vaccine phòng Covid-19 của Việt Nam Nanocovax. Theo trang báo Thanh Niên, dự kiến ngày mai, Bộ Y tế sẽ xem xét hồ sơ cấp khẩn giấy phép cho vaccine Nanocovax. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, theo lịch dự kiến ngày mai, 29 tháng 8, các chuyên gia họp xem xét, thống nhất ý kiến về hồ sơ xin cấp phép khẩn cấp vaccine Nanocovax do Việt Nam sản xuất. Theo Bộ Y tế, cuộc họp dự kiến vào ngày mai có sự tham dự của các chuyên gia, hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, hội đồng chuyên môn, hội đồng tư vấn cấp phép lưu hành thuốc. Nanocovax là vaccine COVID-19 made in Việt Nam lần đầu tiên thử nghiệm lâm sàng và được thẩm định xem xét lưu hành cấp phép khẩn cấp trong trường hợp đủ điều kiện. Đây là vaccine do công ty Nanogen, thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu sản xuất. Thông tin về quá trình tiếp nhận thẩm định hồ sơ, một chuyên gia cho hay, Bộ Y tế hết sức hỗ trợ về thủ tục hành chính trong quá trình phê duyệt thẩm định nghiên cứu cũng như cấp phép cho vaccine COVID-19 Nanocovax. Công ty Nanogen cũng đã được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, bao gồm hồ sơ về hành chính, hồ sơ về chất lượng, hồ sơ lâm sàng từ các tháng qua. Hiện hồ sơ về hành chính, chất lượng đã được hoàn thiện. Cần ý kiến chấp thuận của Hội đồng Đạo đức và Hội đồng Chuyên môn. Với hồ sơ lâm sàng, vaccine Nanocovax hiện đã được Hội đồng Đạo đức thông qua và chờ thêm ý kiến thống nhất cuối cùng của các chuyên gia trong Hội đồng Chuyên môn đến thời điểm hôm qua là 27 tháng 8. Một chuyên gia cho hay, quá trình xem xét thẩm định phê duyệt thuốc và vaccine cùng với sự chấp thuận của Hội đồng Đạo đức cần có sự chấp thuận của Hội đồng Chuyên môn về việc chỉ định sử dụng như đối tượng tiêm, liều dùng, v.v. Đây là một trong những ý kiến mang tính chất quan trọng, là cơ sở để Hội đồng Tư vấn cấp phép, Hội đồng cấp phép thẩm định và ra quyết định chấp thuận cấp phép khẩn cấp. Với Nanocovax, theo lịch dự kiến, các chuyên gia của hội đồng sẽ cùng họp vào ngày mai 29 tháng 8 để trao đổi trước khi có quyết định có hay không cấp phép khẩn cấp cho vaccine này. Đảm bảo tối đa về khung pháp lý, cơ sở pháp lý cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 trong nước sản xuất cũng vừa được Bộ Y tế ban hành tại thông tư 11/2021 về hướng dẫn đăng ký lưu hành vaccine trong trường hợp cấp bách.
Song song với việc xin cấp phép sử dụng khẩn cấp có điều kiện, công ty Nanogen kiến nghị Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia xem xét việc triển khai nghiên cứu giai đoạn 3C tiêm vaccine Nanocovax cho khoảng 500.000 đến 1 triệu người và cho triển khai nghiên cứu trên trẻ em từ 12 đến 18 tuổi sau khi được cấp phép, theo thông tin từ phía Bộ Y tế. Trên đây là một số nội dung thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay 28 tháng 8. Hy vọng là sẽ hữu ích với tất cả mọi người. Bây giờ thì Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye!